Quý vị thân mến, cuốn sách Hãy chăm sóc mẹ là một quyển sách rất hay mà quý vị không thể bỏ qua trong dịp cuối tuần này. Cuốn sách sẽ làm lay động tâm hồn của những người đọc nó, giúp cho họ nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, biết hối lỗi cũng như là thay đổi con người của chính bạn. Quyển sách sẽ mang lại cho bạn một câu chuyện mà bạn có thể mang theo suốt cả một cuộc đời. Mẹ bị lạc đã một tuần. Cuốn sách đã mở đầu chương 1 bằng dòng chữ ấy. Người mẹ ấy đã gần 70 tuổi đời đi lạc tại ga tàu điện ngầm Seoul với mái tóc muối ngắn, gò má cao. Người đàn bà ít chụp ảnh đến độ khi bà đi lạc, các con không biết tìm đâu ra ảnh để dán vào tờ rơi. Trong những tấm hình chụp chung cả gia đình thì sự có mặt của mẹ bao giờ cũng ở góc khuất nhạt nhòa nhất. Nhưng chính người mẹ bé nhỏ hao gầy ấy đã hy sinh và bảo bọc cả gia đình. Những người con bắt đầu đi tìm mẹ trên mọi nẻo đường, tìm trong ý thức, tìm trong vô thức, tìm ở bất cứ nơi đâu, mơ hồ một bóng hình gầy gò xác xơ của mẹ. Những đứa con tìm mẹ mang theo những ký ức về mẹ, tìm mẹ trong sự day dứt về những ngày tháng của mẹ mà họ đã vô tình không ghi khắc. Cuốn sách sẽ khiến bạn khóc thật nhiều, nhớ thật nhiều và cũng suy ngẫm thật nhiều về mẹ. Cuốn sách là một thông điệp, hãy yêu thương và chăm sóc mẹ khi mẹ còn trên cuộc đời này. Đừng để đến khi lạc mất mẹ rồi mới vội vã nhận ra mẹ quan trọng đến nhường nào.